Kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, tuổi thọ luôn là điều mà ai cũng quan tâm, đặc biệt trong xã hội công nghệ chăm sóc y tế phát triển nhanh như ngày nay. Tuổi thọ trung bình của con người cũng được cải thiện đáng kể, nhưng sống khỏe, sống thọ vẫn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và có một sức khỏe tốt là điều kiện tiên quyết để có tuổi thọ cao. Các thói quen ăn uống, ngủ nghỉ của chúng ta đều có mối liên quan đến tình trạng sức khỏe. Vì vậy, nếu để ý, cô bác sẽ thấy rằng những người có tuổi thọ cao đều hình thành những thói quen sống lành mạnh từ rất sớm. Trong ăn uống, họ thường ăn tối sớm, ăn nhiều rau xanh. Trong vận động, họ thường thích đi bộ, tập thể dục mỗi ngày. Còn vào buổi sáng sau khi thức dậy, một người sống thọ thường làm những việc gì? Theo các nghiên cứu, có một việc những người sống thọ thường làm vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, đó là tiến hành xoa bóp. Cụ thể, họ sẽ tiến hành xoa bóp ở những vị trí nào, cách thực hiện ra sao và lợi ích đối với sức khỏe là gì? Mời cô bác hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu chi tiết về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay nhé! Thưa quý cô bác, từ lâu thì việc xoa bóp đã được đánh giá là một liệu pháp tốt cho sức khỏe nếu việc xoa bóp đúng vị trí và thực hiện đúng quy trình có công dụng dưỡng sinh. Cô bác không chỉ có da dẻ hồng hào mà còn kéo dài tuổi thọ. Theo Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Việt Nam, trong y học cổ truyền, xoa bóp là một loại phương pháp phòng bệnh và chữa bệnh. Việc xoa bóp đúng vị trí và thực hiện đúng quy trình có công dụng dưỡng sinh. Cô bác không chỉ có da dẻ hồng hào mà còn kéo dài tuổi thọ. Mỗi sáng ngủ dậy, dành ra 5 phút làm 5 việc sau, cô bác sẽ có da dẻ nhuận sắc, luôn khỏe mạnh và trường thọ, nhiều khả năng sống đến hơn 100 tuổi. 1 phút xoa mặt. Ngay buổi sáng thức dậy, việc xoa mặt sẽ giúp đôi mắt cô bác thêm tinh anh, da dẻ mịn hồng, ngày càng trẻ hóa. Đây cũng là thói quen được nhiều phụ nữ trẻ lâu duy trì mỗi ngày. Cách làm, cô bác có thể ngồi dậy trên giường hoặc nằm ngay ngắn trên giường, xoa đôi bàn tay cho thật nóng. Sau đó, xoa gò má theo hình tròn, miết mạnh hai ổ mặt từ đầu mày ra đuôi mày, xoa hai cánh mũi, tiếp đến là miệng và cằm. Cuối cùng là xoa trán theo chiều ngang, tay trái trước, tay phải sau. 1 phút xoa bàn tay. Động tác này giúp cô bác giảm cơn đau vai và đỡ mỏi mắt. Chà hai lòng bàn tay của cô bác với nhau thật nhanh khoảng 300 lần để kích thích tất cả 6 kinh mạch trong lòng bàn tay, từ đó giúp tăng cường chức năng của các cơ quan nội tạng và cân bằng hệ âm dương. Bằng cách dùng các ngón tay để xoa bóp da đầu của cô bác từ trán xuống phía sau đầu với tốc độ 2-4 lần một giây sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu não và đưa chất dinh dưỡng đến cho tóc của cô bác. Vì vậy, tóc của cô bác sẽ trông bồng bềnh và bóng mượt hơn. 1 phút xoa vùng cổ vai gáy. Đau mỏi cổ vai gáy khiến cô bác rơi vào mệt mỏi, mất tập trung, nhức đầu, chóng mặt, mất ngủ. Nhất là trong cuộc sống hiện đại, chúng ta phải làm việc với máy tính, điện thoại nhiều hay phải ngồi làm việc lâu một chỗ. Việc xoa bóp cổ vai gáy lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mỗi sáng dành 1 phút xoa bóp tổng thể cổ vai gáy sẽ khiến cô bác cảm thấy khoan khoái hơn, tràn đầy năng lượng. Trong khi đó, một ngày làm việc mới chắc chắn sẽ thành công hơn nhờ những năng lượng tích cực ngay từ sáng sớm. Cách làm, xoa toàn bộ vùng cổ vai gáy, dùng tay bóp nắn các cơ quanh cột sống cổ vai. Nhào các cơ lớn như cơ thang, cơ ức đòn trũm, cơ delta, các cơ quanh cột sống cổ, day các cơ bằng gốc bàn tay. Tìm từng điểm đau, day và ấn tại điểm đó. 1 phút xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Mỗi sáng thực hiện xoa bụng theo chiều kim đồng hồ sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột, kích thích tiêu hóa. Nếu cô bác thường xuyên bị chứng chướng bụng đầy hơi thì hành động này được coi là thuốc tiên trị bệnh. Động tác cũng kích thích cô bác đi đại tiện tốt hơn ngay trong buổi sáng. Trong khi buổi sáng là thời điểm vàng để tiến hành việc làm này nên cô bác hãy cố gắng phát huy nhé. Cách làm, nằm hoặc ngồi ngay ngắn. Cô bác dùng hai bàn tay đặt lên bụng và xoa theo chiều kim đồng hồ nối tiếp nhau. 1 phút xoa lòng bàn chân. Bàn chân được coi là trái tim thứ hai của con người, đặc biệt ở lòng bàn chân có gan bàn chân. Khi được kích thích, xoa bóp đúng cách sẽ giúp cô bác luôn khỏe mạnh, ít bệnh tật và đặc biệt da dẻ luôn căng hồng. Cách làm, xoa và sát dọc bàn chân, bấm mạnh kết hợp xoa nhẹ lòng bàn chân. Thưa quý cô bác, có thể thấy buổi sáng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Từ bữa ăn sáng thế nào, vận động vào buổi sáng ra sao.
Chính vì vậy, để một ngày mới được bắt đầu một cách khỏe mạnh và khoan khoái, cô bác hãy kiên trì dành ra 5 phút mỗi sáng để tiến hành 5 động tác mà chúng tôi vừa gợi ý. Kết hợp cùng với đó, cô bác hãy xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe và tránh xa 4 loại nước tuyệt đối không được uống vào mỗi sáng khi thức dậy. Chi tiết về 4 loại cần tránh vào buổi sáng là gì? Vì sao chúng ta không nên uống? Và nếu uống 4 loại nước này buổi sáng thì sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm gì? Cô bác hãy cùng xem tiếp video nhé! Thực tế, cô bác vẫn thường nhận được những lời khuyên từ các bác sĩ rằng nên uống một cốc nước ấm vào mỗi buổi sáng khi thức dậy để thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, nếu có cơ thể hình thành được thói quen này thì rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, uống nước buổi sáng chỉ tốt khi cô bác uống một cốc nước ấm vừa phải. Còn nếu lựa chọn nước uống buổi sáng theo sở thích hay những người không có chuyên môn mách bảo thì sẽ có hại cho sức khỏe. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, cô bác cần tuyệt đối tránh xa 4 loại nước uống này vì chúng không những không giúp cô bác thải độc mà còn gây hại cho cơ thể, thậm chí khiến cô bác bị ngộ độc. Thứ nhất, nước đun sôi để nguội lâu ngày. Nước đun sôi là loại nước thường được sử dụng nhiều nhất. Cô bác có thể tin tưởng nước đun sôi an toàn. Tuy nhiên, nước đun sôi để lâu ngày lại không hề tốt cho sức khỏe khi các chất hữu cơ có chứa nitơ trong nước tiếp tục chuyển hóa thành nitrit. Đối với loại nước đun sôi được cất giữ lâu ngày, không thể tránh khỏi sự nhiễm khuẩn. Việc này làm tăng tốc độ phân hủy nitơ hữu cơ. Nếu uống nước đun sôi để quá lâu ngày, có thể làm chậm quá trình vận chuyển oxy hóa, gây ảnh hưởng đến chất lượng máu trong cơ thể. Ngoài ra, dù cô bác uống nước đã đun sôi, nhưng nguy cơ bị nhiễm khuẩn vẫn giống như nước chưa được đun sôi. Các nhà khoa học đưa ra lời khuyên không nên đun đi đun lại nước đã đun sôi hoặc đun sôi quá lâu. Để bảo vệ sức khỏe, cô bác chỉ nên đun lượng nước sôi vừa đủ để uống trong 24 giờ. Đặc biệt, không uống nước đun sôi để nguội lâu ngày vào buổi sáng, vì nước này dễ bị nhiễm khuẩn và biến chất. Nước muối. Rất nhiều người cho rằng nước muối loãng tốt cho sức khỏe nên sử dụng nước muối loãng vào buổi sáng như một thói quen có lợi. Thực chất, đây lại là sai lầm đối với sức khỏe con người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong quá trình ngủ, khi cơ thể bài tiết nhiều khiến lượng nước bị hao hụt trong cơ thể rất lớn. Vì vậy, thói quen uống nước muối loãng vào buổi sáng vô tình khiến cho các bộ phận trong cơ thể bị khô hơn, các mô máu bị cô đặc hoặc gây tình trạng khó lưu thông, khô miệng và tổn thất huyết tương. Tất nhiên, uống nước muối có lợi cho sức khỏe không phải suy nghĩ sai lầm, nhưng uống nước muối đúng thời điểm mới đem lại những lợi ích cho sức khỏe. Thời điểm buổi sáng uống nước muối không chỉ vô ích mà còn gây hại cho sức khỏe. Nước muối khi được uống vào buổi sáng có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Các loại nước uống đóng chai. Nước uống đóng chai ngọt mát trong tủ lạnh là lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thời điểm sáng sớm ngay sau khi ngủ dậy mà uống nước đóng chai như các loại nước ngọt, cà phê pha sẵn, nước hương vị hoa quả, sữa bò đều không tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân khiến các loại nước uống đóng chai khi uống vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe vì các loại nước này đều chứa soda và các chất tạo ga như acid citric. Do vậy, quá trình chuyển hóa của nước sẽ làm tăng tốc độ bài tiết canxi vào đúng thời điểm mức canxi trong máu thấp. Nước đóng chai không những bổ sung nước cho cơ thể mà còn khiến cho cơ thể bị mất nước và điện giải. Thói quen uống nước đóng chai hàng ngày liên tục kéo dài trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể của bác bị thiếu hụt canxi nghiêm trọng, gây ra tình trạng loãng xương và các rối loạn khác. Ngoài ra, các loại nước trái cây tổng hợp như cà phê, sữa đều không nên trở thành những món đồ uống đầu tiên mà của bác nên lựa chọn. Các loại nước uống này đều ngon, ngọt, bắt mắt nhưng không đáp ứng được nhu cầu và có tác dụng cung cấp độ ẩm cần thiết cho cơ thể vào sáng sớm. Đặc biệt, khi cơ thể bị thiếu nước thì sẽ càng khó hấp thụ tốt các chất gây hại dạ dày, gây hại cho sức khỏe. Vì thế, các loại nước đóng chai chứa soda, chất tạo ga và acid citric đều nếu uống vào thời gian buổi sáng khi vừa tỉnh dậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Nước đá. Nước đá là một lựa chọn hoàn hảo trong ngày hè vào buổi sáng. Mùa đông thì thói quen uống nước đá khi vừa tỉnh dậy được giảm bớt đáng kể vì thời tiết lạnh. Tuy nhiên, thói quen uống nước đá vào buổi sáng, bất kể trong mùa hè hay mùa đông, đều không tốt cho sức khỏe và thói quen này là thói quen mang tính phản khoa học dinh dưỡng. Khi mới ngủ dậy, cơ thể chưa hoạt động bình thường ngay được, việc uống một cốc nước đá lạnh sẽ gây tình trạng co mạch máu của niêm mạc dạ dày. Điều này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và làm kích thích tiêu hóa,
tăng tốc nhu động đường ruột, thậm chí có thể gây cảm giác đau bụng nhẹ, tiêu chảy và nặng hơn là gây đau dạ dày. Uống nước đá kèm đồ uống ngọt khi đói bụng, đặc biệt vào buổi sáng, sẽ dẫn cô bác đến cơn đau dạ dày. Ngoài ra, nước đá còn gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, co thắt đột ngột, giảm huyết dịch, tạo các điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Do vậy, uống nước đá vào buổi sáng sẽ khiến cô bác bị đau họng, nói khàn, cảm lạnh, ho và nặng nề hơn là bị các bệnh viêm thanh quản, viêm phế quản, lâu dần có thể dẫn đến bệnh mãn tính. Đối với phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, có thói quen uống nước đá có thể gây ra tình trạng rối loạn kinh nguyệt, gây đau bụng kinh. Ngoài ra thì thói quen uống nước đá cũng gây ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của hệ thống sinh sản của phụ nữ khi chịu tổn thương tử cung kéo dài có thể gây vô sinh. Đối với đàn ông, uống nước đá sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh trùng, gây thêm các bệnh về viêm mũi, viêm họng, thanh quản, phế quản, amidan, cảm cúm, cảm lạnh. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, cô bác nên tuyệt đối tránh xa 4 loại nước được liệt kê ở trên vào buổi sáng. Ngoài ra, mỗi sáng thức dậy, hãy uống một cốc nước ấm, không chỉ giúp giải độc cơ thể mà còn là thói quen có lợi cho sức khỏe. Thưa quý cô bác, vừa rồi là những thông tin về 4 loại nước mà cô bác không nên uống vào buổi sáng. Cùng với đó là gợi ý vận động nhẹ nhàng giúp cô bác bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và hỗ trợ cải thiện các vấn đề về sức khỏe. Hy vọng cô bác có thể dựa vào những thông tin mà Sức Khỏe Mỗi Ngày vừa cung cấp để xây dựng thói quen ăn uống và tập luyện phù hợp vào buổi sáng. Từ đó, chủ động duy trì sức khỏe và cải thiện các bệnh lý cơ thể đang mắc phải. Cuối cùng, Sức Khỏe Mỗi Ngày xin gửi lời chúc tới quý cô bác và toàn thể gia đình. Còn bây giờ, Sức Khỏe Mỗi Ngày xin kết thúc tại đây. Quý cô bác hãy để lại những thắc mắc cũng như sự quan tâm đối với các vấn đề về sức khỏe ở phía dưới phần bình luận để chúng tôi có thể phản hồi trong những tập tiếp theo. Và đừng quên chia sẻ video nếu thấy hữu ích cũng như ấn nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích trong các chương trình sau. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.